Uh, xin chào quý vị và các bạn uh, Hôm nay mình uh, sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn Để quý vị và các bạn lắm lắm được Là một trong những cái đôi hạt Mà mình đã làm cho khách hàng Đây là một anh khách ở dưới uh, Lam Định Đã đặt hàng nhà mình Và đôi hạt này thì uh, được anh khách đó chuyển về nhà thờ uh, Chia sẻ cho quý vị thì uh, đôi hạc được làm trên cái chất liệu bằng gỗ mít. À, trước khi à, làm đôi hạc thì à, chúng tôi cũng đã à, kiểm tra rất là cẩn thận từ cái khâu phần mộc để đem đến cái giá trị lâu dài. À, về phần mộc thì cũng chia sẻ cho quý vị là à, sản phẩm về đôi hạc bằng gỗ mít này hoàn toàn 100% là mít lõi. Gỗ mít ta rất là ok. Đôi hạc này là có kích thước cao 1m75. Vâng, chia sẻ cho quý vị thì với cái đôi hạc này ấy, thì làm là chúng ta phải chắp ghép rất là nhiều mảnh. À, về cái con rùa bên dưới cũng vậy. Con rùa thì cũng được chắp ghép. Và cái chân cũng phải chắp lên. Và đến cái mình con hạc cũng phải chắp. Cho đến cổ và cái... À, phần bên đuôi cũng đều phải chắp rất là nhiều bởi vì à, tại sao lại phải chắp như vậy à, chia sẻ với quý vị nếu như chúng ta mà làm hoàn toàn à, bằng gỗ đông đặc thì chúng tôi trước đây cũng đã làm rồi à, nó thực ra nó rất là tốn kém về gỗ đông đặc bởi vì nếu như làm gỗ đông đặc thì một đôi hạt như thế này thì chắc hẳn là nó có cái giá thành rất là cao còn đôi hạt mà chúng tôi đang chia sẻ cho quý vị thì có những cái giá thành là 7 triệu rưỡi à, 7 triệu đến 7 triệu rưỡi một đôi và chia sẻ cho quý vị thì với những cái đôi hạt như thế này à, thì nó rất là bền Tại sao lại nói nó bền là vì chúng ta làm hoàn toàn bằng gỗ mít ta hoàn toàn bằng gỗ lõi sau đó là chắp ghép rất là cẩn thận cầu kỳ Đúng ạ, gỗ khô Quý vị có thể thấy được rằng là Khi mà làm xong Chúng tôi đã đục chạm rất là cẩn thận Sau đó thì Đã được sơn son thiếp vàng Về cái vấn đề Sơn son thiếp vàng thì Ở đây ấy, thì giới thiệu với quý vị là Hiện nay Về những cái năm sau này Tức là năm 2020 Đến sau này nữa Thì là những cái đôi hạt Thường thường là Sơn son thiếp vàng Cái vàng này nó là vàng 24k Trước đây ấy, Thì không có cái thiếp vàng này Thì người ta toàn bộ Là dùng sơn son thiếp vàng Tức là sơn son thiếp bạc phủ hoàn kim Là chính xác Thì về Cái vấn đề sơn đó ấy, Thì nó cũng rất là bền Và rất là tốt Dùng bằng sơn ta Đúng không ạ và những cái bộ đồ cổ hiện nay bây giờ ấy, thì đều sơn theo cái lối sơn đó. Còn hiện nay ấy, thì về công nghệ bây giờ là người ta sơn bằng cái sơn son thiếp vàng 24K này. Thì nó cũng dễ làm hơn. Nó đẹp hơn. Màu sắc của nó cũng rất là bền. Bởi vì chúng ta rắc cái này là cái lá vàng. Và cái lá vàng thì quý vị biết rồi. Nó rất là bền cho nên là cái giá trị về sau này thì tất cả các cái công nghệ cũng rất là hiện đại và đem đến cái giá trị lâu dài cũng rất là ok à, cái điều đặc biệt là sơn son à, thiếp vàng như thế này thì rất là dễ ai cũng có thể làm được còn nếu mà sơn theo lối cổ ngày xưa ấy, sơn son thiếp bạc phủ hoàn kim thì cái đấy là một trong những cái truyền thống à, về cái nghề thì đó là một trong những cái rất là khó có thể ai cũng có thể ai cũng không thể làm được nếu như không phải là nghề. Còn cái thiệp vàng này ấy, thì cũng có thể nói là ai cũng có thể làm được nếu như chỉ cần nhìn và hướng dẫn một lần thôi. Vâng, à, trong cái video chúng tôi mong muốn giới thiệu chia sẻ cho quý vị và các bạn thì cũng rất là mong muốn là khi quý vị xem các cái video tôi giới thiệu, nếu như quý vị nào có nhu cầu muốn À, đặt hàng về đôi hạc hay là muốn à, chia sẻ kinh nghiệm về làm hạc thì à, quý vị có thể liên hệ với số điện thoại 0968 152070 hoặc 0972 070 Chúng tôi sẽ chia sẻ các kinh nghiệm về những đôi hạc thờ giá trị trong phong thủy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi giới thiệu cho quý vị.